Kính thưa quý khán giả, luật sư Đỗ Thanh Yên sẽ trình bày cho quý vị về đề tài Trung Cộng với ngoại giao chiến binh sói. Leo lấy cho hình số 6 và video số 4. Thưa mời luật sư. Kính thưa quý khán thính giả, đề tài thứ 3 là ngoại giao chiến binh sói, War Warrior của Trung Cộng. Sở dĩ có cái tên gọi chiến binh sói bởi vì tại đất nước Trung Cộng có bộ phim Chiến binh sói, War Warrior, mô tả một người hùng Trung Quốc tay không diệt bạo ở vùng Châu Phi và Đông Nam Á. Cái nhân vật War Warrior này nó tương tự như nhân vật Rambo trong phim của Mỹ. Trước khi Tập Cận Bình lên ngôi hoàng đế Trung Cộng thì đất nước Trung Cộng theo chính sách ngoại giao của Đặng Tiểu Bình. Chính sách ngoại giao của Đặng Tiểu Bình là chính sách đòi hỏi ngoại giao Trung Cộng phải biết ẩn mình để thực hiện những âm mưu bá chủ hoàn cầu sau này. Tuy nhiên, qua tới thời ông Tập Cận Bình, thì Tập Cận Bình tự cho rằng Trung Cộng bây giờ đã đủ mạnh, cho nên khỏi cần giấu mình, khỏi cần che giấu những ý muốn của Trung Cộng đối với thế giới. Và từ đó, cái chính sách ngoại giao khiêm tốn và giấu mình của Đặng Tiểu Bình được thi hành bằng một chính sách ngoại giao mới gọi là chính sách ngoại giao chiến binh sói. Ngoại giao chiến binh sói tức là ngoại giao chữ nghĩa không cần biết là những chữ dùng đó có mất lòng hay không, miễn là chữ nghĩa của giới ngoại giao Trung Cộng diễn tả được ý muốn của Trung Cộng, diễn tả được cái sức mạnh quân sự cũng như là sức mạnh tài chánh của Trung Cộng. Và cũng theo ý nghĩa đó thì guồng máy ngoại giao của Trung Cộng dưới thời Tập Cận Bình đã tuyển nhân viên ngoại giao theo tiêu chuẩn là nhân viên nào có phong cách ngoại giao của chiến binh sói, ăn nói thô bỉ, không cần biết là chữ nghĩa này là chữ nghĩa của giới ngoại giao, chữ nghĩa kia là chữ nghĩa của giới giang hồ, không cần biết ngoại giao hay giang hồ, miễn là để cho thế giới thấy rằng Trung Quốc ngày nay đã mạnh rồi, Trung Quốc không cần phải giấu mình, Trung Quốc cũng cần phải khiêm tốn. Chính vì chính sách ngoại giao thô thiển như vậy, cho nên Trung Quốc, Trung Cộng đã bị phản đối trên khắp thế giới. Nói một vài thí dụ cụ thể là mới đây, Ngoại trưởng Pháp đã triệu tập ông đại sứ của Trung Cộng tới Bộ Ngoại giao của Pháp để phản đối sự việc Trung Cộng đã, ông đại sứ Trung Cộng tại Pháp đã tuyên bố một cách ngang nhiên là nước Pháp đã chạy trốn để mặc cho những người già chết vì đói và bệnh tật. Trung Cộng bỗng nhiên đưa ra một lời tố cáo tệ hại về ngành y tế của Pháp, và dĩ nhiên Bộ Ngoại giao Pháp đã phản đối ông đại sứ Trung Cộng tại Pháp một cách vô cùng gay gắt. Cái thí dụ thứ nhì là một đại diện của Trung Cộng trên Twitter đã viết lời vu khống không cần suy nghĩ, vu khống rằng là chính quân đội Mỹ đã mang virus COVID-19 tới Vũ Hán. Dĩ nhiên điều này cũng bị chính phủ Mỹ phản đối một cách vô cùng gay gắt. Cái thí dụ thứ ba là Tổng thống Pháp ông Macron mới đây cũng đã gay gắt phản đối Bắc Kinh, bởi vì phản đối Bắc Kinh ở sự kiện là các nhà ngoại giao Bắc Kinh đã tố cáo rằng không có cái Tổng thống Pháp không để cho cái ngành y tế của Pháp bỏ mặc cho người già, không có chăm sóc người già. Kính thưa quý khán thính giả, những cái thí dụ vừa rồi cho thấy rằng là càng ngày Trung Cộng không ngần ngại áp dụng một chính sách ngoại giao
hoàn toàn phản ngoại giao, một tính sách ngoại giao hoàn toàn không có lễ độ, và trong cái không có lễ độ đó còn ngấm ngầm đe dọa thế giới. Và dĩ nhiên khi con người hành động dựa vào sức mạnh của mình thì con người đã bị động vật hóa, bởi vì giữa hai con vật thì giao dịch với nhau theo kiểu mạnh được yếu thua, theo kiểu cá lớn nuốt cá bé. Bây giờ Trung Cộng toan tính dùng sức mạnh để hù dọa, để ban giao với thế giới. Trung Cộng tự họ đã nhận rằng cái vật tính đã khống chế nhân tính của Trung Cộng. Và lịch sử cho biết cuối cùng thì công bằng và lẽ phải, cuối cùng thì dân chủ nhân quyền sẽ phải thắng. Đặc biệt dân chủ nhân quyền ở trong thời đại này đi kèm với thương mại công bằng. Thiếu dân chủ, thiếu nhân quyền, thiếu thương mại công bằng, mà thay vào đó là một chính sách ngoại giao chó sói, chiến binh sói, thì chắc chắn Trung Cộng sẽ phải bị thất bại. Cảm ơn luật sư Đỗ Thế Duyên. Trong lúc chúng tôi chờ đợi một số những video của đài thì cho chúng tôi loan báo với quý vị là tối chúng ta 30 tháng 4 chúng ta nhớ là người tị nạn đầu tiên tới đây. Những cái hội thiện nguyện trong đó có IRC là cứu trợ cho mình, giúp đỡ cho mình đi định cư đó quý vị. Bây giờ cái tổ chức này mới vừa loan báo một cái tin mà tôi giật bắn người lên, là nếu như không có nhanh chân lên đó thì cả thế giới sẽ bị từ 500 triệu cho đến 1 tỷ người bị nhiễm con virus COVID-19 này. Đương nhiên là người ta không có nói đến số lượng chết, tại không ai dự đoán được cái đó cả. Và hiện bây giờ thì trên thế giới đã hơn 3 triệu người nhiễm, mà cái này nói là trong tương lai sẽ lên tới 1 tỷ là ghê gớm quá. Cái thứ nhì nữa là hiện bây giờ là trên 200.000 người chết. Thưa quý vị, cũng về cái con số này, chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh để cho quý vị thấy, đối với con virus này nó nhỏ vô hình nhưng mà nó ghê gớm, nó không từ bất cứ ai. Và nước Mỹ là Hoa Kỳ đã được nhiều cơ quan nổi tiếng nhất thế giới xếp hạng mới năm 2019 đây, là nước Mỹ là nước đứng đầu thế giới nếu có dịch bệnh hay là có khủng hoảng về đại dịch hay bất cứ một cái thảm họa thiên tai nào thì Hoa Kỳ vẫn là nước ít tổn hại nhất. Bây giờ ngược lại, quý vị thấy không? Cho nên cái con virus này nó vô cùng độc hại, và chúng ta không thể nào mà chúng ta không dè chừng, chúng ta không thể nào ỷ y, cũng như chúng ta luôn luôn nhớ rằng cho tới giờ phút này nước Pháp cho dù có mở cửa lại thì cũng phải tuyên bố là sống cùng với con virus. Quý vị đừng quên những cái che mặt này. Cái này cũng hơi mắc cười đấy, cũng giống như đài VNTV, mỗi lần mà tôi nói cái chữ khẩu trang rồi thấy Việt Cộng quá, không muốn nói. Nói là bằng cái mask hay là vải che miệng, đồ che miệng. CDC cũng vậy, anh em nào trong đó dịch cũng rất là hay, mà viết tiếng Mỹ cũng không viết bằng cái mask mà viết bằng miếng vải che miệng. Trên CDC website đó, quý vị thấy hay vô cùng, là mình bị ở nhà đó khuyên mình lấy miếng vải che miệng, vải che miệng, chứ không có kêu là mask hay là khẩu trang như là chữ bằng tiếng Anh hay là tiếng Việt Nam. Thưa quý khán giả, chúng tôi trở lại với quý vị là chuyện của con virus này nó vô cùng độc hại, và nó vẫn còn ở với chúng ta cho đến khi quốc tế tuyên bố rằng chấm dứt dịch bệnh, hay nhất là Hoa Kỳ cũng đã chấm dứt dịch bệnh, còn bây giờ mở cửa tạm thời tại vì cứu nguy kinh tế thôi. Quý vị đừng có nghe những ai xú bậy mà đi biển hay là đi ra đi chợ. Tôi đi chợ Việt Nam mấy ngày này tôi thấy đó, thưa quý vị, có nhiều vị không có đeo cái này vô, mà phải yêu cầu ở trong chợ, nên yêu cầu khách hàng mang theo cái mask này để chặn đứng cái sự lây lan. Nguy hiểm lắm cho cá nhân, gia đình và cộng đồng chúng ta. Rất tiếc là tới đây đã hết giờ rồi. Thân ái chào tạm biệt quý vị.